Chào bác nhá. Hôm nay cửa hàng Mai Trang lên clip giới thiệu các bác lô máy cưa xích Nhật bãi. Lô này sẽ lô chữ D nhá. Lô này em lên sẽ gồm có 7 cây máy cho bác lựa chọn này. Máy cực kỳ xuất sắc luôn. Đấy, giới thiệu sơ qua về cái lô máy này. Sẽ gồm có máy Sideoa 2038 này, Echo Pro nhá, Super Pro 395SP phiên bản siêu bíp. Và này là con Echo 361, Sideoa 360 này, Echo 332, Tanaka và Hitachi nhá. Đó, bác nào xem clip thì vui lòng cho em xin nút like, nút đăng ký kênh và cho thông báo lô máy sẽ có những con máy rất là VIP ở phía sau cùng nhé. Nên các bác theo dõi thì các bác cố gắng xem hết video giúp em. Rồi, thì sản phẩm khi bác mua cưa xích bên em sẽ gồm có 3 món theo kèm rũa, tít và tô vít nhá. Đó, bên em bán hàng có ship hàng toàn quốc và đặc biệt tất cả sản phẩm thì sẽ đều được bảo hành là 9 tháng, nòng điện và bơm nhớt nhá. Nhớt thì em cũng đã rút hết ra cho nó sạch máy nhá, còn bao hết cho các bác từ đầu đến cuối luôn. Bác yên tâm nhá. Rồi, lô chữ D. D1 ngày hôm nay em có con máy đến từ thương hiệu của Hitachi này. Con Hitachi tay cụt đời cao nhá. Con này thì đời cực kỳ là cao luôn. Thiết kế là như kiểu là máy 3D cực kỳ đẹp nhá. Con này thì chụp giật trợ lực lớn cho các bác nhá, cho các bác giật máy nó nhẹ nhàng hơn. Máy thì được trang bị công suất là 33cc, nòng 37 ly. Lam theo máy sẽ là cái lam này, lam zin này, mặt cắt 35, lam 40, xích chung 91. Con này thì máy sẽ là chạy cực kỳ là khỏe nhá. Các bác cắt phanh gỗ tầm đường kính là 40, 35 thoải mái luôn. Cắt trong gia đình, cắt leo trèo tiệc cành thì super VIP luôn nhá. Cực kỳ là khỏe. Thắng xích thắng trước, trợ lực lớn, bơm sang phụ có hết cho các bác luôn nhá. Dòng này thì chạy cực kỳ nhẹ nổ luôn. Vì được trang bị cái chụp giật trợ lực to chà bá luôn, cho nên là giật rất là nhẹ nhàng nhá. Trọng lượng máy là 4kg, 4kg các bác nhá. Rồi, con số 1 ngày hôm nay giá 1.600.000, 1.600.000 nhá. Rất đẹp luôn. Bao ship cho các bác nhá, con D1 cực kỳ ngon. Rồi, em test nổ con D1 cho các bác nhá. Đây, rất là nhẹ nhàng luôn. Rất là nhẹ nhàng luôn nhá. D1 giá 1.600.000, bao phí ship đây. Tiếp theo nhá, tiếp theo con D2. D2 ngày hôm nay thì em có con cưa Tanaka tay dài nhá. Con này mã của nó là PMS335S này. Con này phiên bản S luôn nhá, cực kỳ là ngon. Chụp giật trợ lực lớn, ốc áng 7 màu luôn cho các bác nhá. Một trong những cái dòng máy cực kỳ là ngon thì các bác cắt gia đình, cắt củi. Đấy, một con mini tay dài, quá là VIP luôn. Con này thì trọng lượng máy là 4.5kg. Máy này bu vọng này còn rất đẹp nha các bác nhá. Cực kỳ là đẹp luôn. Máy thì được trang bị lam mặt cắt là 35, lam 40, xích chung 91. Đấy, bơm sang phụ này. Đây là cái phần đằng trước này các bác lưu ý này. Con này cái phần đằng trước này các bác đổ xăng pha nhớt nhá. Còn phần phía sau này các bác đổ nhớt đuôi lam nhá. Đó. Rồi. Rồi, ok. Con này thì giá của nó là 1.900.000 D2. 1.900.000 bao phí ship nhá. Máy thì trọng lượng 4.5kg, thích hợp cho bác cắt củi gia đình, cắt leo trèo tiệc cành. Xuất sắc luôn cho bác nhé, giá 1.900.000. Con này xài cực kỳ ngon luôn, đời cao mà. Đó, chụp giật trợ lực quá là dễ dàng vận hành luôn, đặc biệt nếu có tuổi rồi. Em test đủ luôn con số 2 nhé. Quá êm luôn. Rất là mạnh các bác nhé. Con số 2 giá 1.900.000, bao phí ship. Những cái dòng này thì đồ đạc thì bao la bát ngát luôn cho các bác, yên tâm luôn nhá. Rồi, tiếp theo D3. D3 ngày hôm nay thì em có con cưa Echo này, con cưa Echo 332. Đó, lên tiếp con Echo 332 hôm qua lên con thì rất là đẹp, các bác mua hỏi rất là nhiều nhá. Thì hôm nay sáng nay tranh thủ dọn thêm con nữa. Thì cái dòng này là thuộc cái hệ khai thác tầm trung của Echo. Cái dòng này phải nói là cái độ bền nó rất là cao, phân khúc trên dưới 2 triệu nó cực kỳ bền máy nhá. Con này được trang bị xuất là 33cc nhé. Nòng 39 ly. Trọng lượng máy là trên 5kg chút xíu. Đi theo máy sẽ là cái lam mặt cắt 35, lam 40, xích chung 91. Thì với cái dòng này thì các bác cắt tầm trung, cắt trong gia đình mà cắt
vanh gỗ tầm đường kính là 40-45. Các bác cắt mà phải nói là cường độ cắt cao nhá, cắt khỏe, cắt tối ngày luôn. Thì con này cắt cực kỳ là sướng luôn. Thì máy cái dòng này thì phải nói bao các bác là máy càng nóng càng dễ nổ, nó chạy cực kỳ sướng, tua lớn. Cái dòng này phải siêu bền rồi, hệ anh em miền Tây vào, cực kỳ là bền nhá. Máy bao còn vàng óng luôn này, cực kỳ xuất sắc nhá. Con này thì bên phía này thì các bác đổ xăng khoáng nước cho em nhá. Còn bên nắp này thì các bác nhìn cái ký hiệu này, đó, rất là dễ dàng phân biệt thôi. Cái ký hiệu này là cái khi bác đổ nhớt để các bác nuôi lam. Còn cái phần bên trái này như kiểu cái ký hiệu là nhiên liệu này, các bác đổ nhớt nuôi lạ xăng pha nhớt nhá. Tất cả những máy cưa thì đều là xăng động cơ hai thì hết, nó sẽ giúp máy vận hành cách là thoát và bốc hơn nha các bác nhá. Rồi con số 3D3 giá là 2.100.000 bao phí ship nhá. Con này rất tiện lợi luôn, khi các bác chỉnh nhớt lam thì lộ thiên luôn nhá. Các bác chỉnh trực tiếp vào đây đó, các bác siết vào thì ăn nhiều nhớt và siết ra thì là ăn ít nhớt đi, rất là thuận tiện luôn đó, lộ thiên luôn, rất là dễ dàng. Thường những cái dòng máy mà như kiểu con COA này thì sẽ các bác phải nhìn xuống dưới đít nhá, chổng ngược lên thì mới nhìn thấy cái kim để các bác điều chỉnh lượng nhớt nhá. Đây test đổ con số 3 này, con này giá 2.1.000 bao phí ship. Sắc luôn nhá. Rồi con D3, con này giá 2.1.000 bao phí ship cho bác nhá. Tiếp theo này, tiếp theo con D4 này. D4 thì em có con COA quá là đẹp luôn nhá. Con này là COA 360, một trong những cái hệ cưa phải nói là siêu bền luôn. Siêu bền nhá, siêu chất, siêu VIP luôn. Con này thì máy được trang bị xuất là 36cc lòng 40 ly, hệ khai thác tầm trung của COA. Các bác đi cắt vanh gỗ tầm đường kính 45-40 thoải mái nhá, hạ cây đứng rất là ngon. Dòng COA này là một trong những hệ cưa ở hàng đầu Nhật Bản rồi. Về cái vòng tua này, độ tiết kiệm nhiên liệu này, khi các bác vào tải này thì cực kỳ là sướng luôn. Và đặc biệt thì đồ đạc của nó cực kỳ là nhiều nhá. Đó. Con này thì sẽ được trang bị cái lam Latin này. Các bác nhìn cái lam xích này thì như chưa xài luôn nhá, như chưa xài luôn nhá. Lam Latin cực kỳ là dày luôn. Lam này thì lam mặt cắt của nó là mặt cắt của nó này là đi 40 nhá, làm 45, mặt cắt 40 Latin. Rất là dày, rất là đẹp nhá, như chưa xài luôn. Quá xuất sắc luôn nhá. Trọng lượng con máy này là trên 5 kg. Thì cái dòng COA 360 này thì phải nói là các bác đi cắt tầm trung cực kỳ là sướng luôn. Yên tâm về cái chất lượng nhá. Con này thì giá của nó là 2.800.000 nhá, bao phí ship. Thì cái phần nắp đây thì các bác cứ để ý với em nhé, đây là nắp là xăng khóa nhớt, và đây là nắp nhớt tôi làm nhé. Đó, để cái phần này thì nó sẽ có ký hiệu nhá. Rất nhiều các bác hỏi ấy, đôi khi mình sợ nhầm thì các bác cứ nhìn vào ký hiệu cho em. Con này thì bán cho anh em giá 2.800.000 bao phí ship. Con này xài phải nói là bao VIP luôn. Các bác đã xài qua những cái dòng máy cưa hay cắt cỏ hay là máy phát điện, những cái đồ nông ngư cưa của COA em biết rồi. Máy xài cực kỳ chất, cực kỳ loại xăng và độ bền nó cực kỳ là cao luôn nhá. Cái độ trau chuốt và cái độ tỉ mỉ của nó phải nói khỏi bàn luôn. D4 này, con này giá 2.800.000 bao phí ship cho anh em. Em test đổ con D4 này. Rất là lực chứ. Cắt cực kỳ là ngon. Rồi con D4 giá 2.800.000 bao phí ship nhá. Tiếp theo con D5 ngày hôm nay thì em có con máy đến từ thương hiệu của Echo, con này là Echo 361 nhá, khai thác tầm trung. Máy được trang bị xuất là 36cc lòng 40 ly. Máy con này thì cực kỳ là xuất sắc nhá. Con này là được trang bị cả bô cách âm luôn cho các bác nhá. Máy quá đẹp luôn này các bác này. Đó. Con này thì cái lam của nó này quá như mới luôn nhá. Làm Latin, con này làm mặt cắt của nó là đi 40, là 45 cũng cũng mua chứ. Làm Latin bản to này. Đó, con này thì cắt khai thác tầm trung, cắt hạ cây đứng, cắt vanh gỗ tầm đường kính 40-45. Trọng lượng máy là đi 5.5 kg nhá. 36cc lòng 40 ly, bơm xăng phụ, trục giật trợ lực có hết cho các bác luôn. Các bác nào mà
đang xài cái dòng Echo hoặc là mình quen xài những dòng Echo thì bác có thể tham khảo nhé. Dòng Echo này anh em yên tâm về chất lượng luôn. Nói chung là đã tìm ở máy bãi thì các bác đều phải biết đến Echo hoặc là CDOA. Nó là hai thương hiệu mà của nhà máy Yamaha Pico sản xuất ra, cực kỳ ở VIP luôn. Quá đẳng cấp nhé. Con này thì chạy cực kỳ lợi xăng. Đây là cũng như cái máy bây giờ thôi. Đây là xăng pha nhớt và đây là nhớt đuôi lam. Rồi, con này thì bán cho anh em giá là 2.700.000 nhá. Con này về đi khai thác tầm trung, cắt hạ cây đứng, bánh gỗ tầm 40-45 thì nó hết bài luôn. Chạy cực kỳ êm, loại xăng và độ bền rất là cao, đồ đạc cũng bao la cho các bác nhá. Rồi, đây sợ năm này giá 2.700.000. Bao phí ship này, test nổ này. Đấy, tôi cần cô đảm thanh. Giá 2.700.000 bao ship. Tiếp theo con D6 này. D6 ngày hôm nay thì cũng là một con Echo, nhưng các bác để ý giúp em. Con này phiên bản Pro nhá, con này Super Pro luôn, cực kỳ VIP này. Con này thì phải nói cực kỳ đẳng cấp luôn. Mã của nó là V395SP nhá, 395SP. Có những con máy như này em bán cho cánh mà đi cắt mua gỗ mua kiếc nhá, cắt tầm trung. Bánh gỗ bằng đường kính là 50-45. Mua máy mà phải tầm 4-5 năm này mà chưa có xi nhê gì luôn. Con này thì máy sẽ được trang bị công suất là 40cc, nòng 40 ly, đời xả áp này, có 3 xả áp nhá. Đặc trưng của những hệ khai thác tầm trung chuyên nghiệp. Đấy, con máy này phải nói là cực kỳ đẹp luôn này. Đây các bác này, quá đẹp luôn nhá. Đấy, lam theo máy sẽ là cái lam mặt cắt của nó này là 45 nhá, làm 50, xích là xài xích chân 325. Đó, quá đẹp luôn. Thì con này thì chạy nhông đồng tiền cho anh em luôn nhá, chạy nhông đồng tiền cho anh em luôn. Trọng lượng máy của nó là đi 6 kg. Con này cắt khai thác tầm trung hạ cây đứng phải nói là cực kỳ ngon luôn nhá, cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Cắt vành gỗ tầm đường kính 50 thoải mái luôn, cực kỳ VIP. Dòng Echo này phải nói độ tiêu hao nhiên liệu nó cực kỳ ít luôn. Đó, bên phần Super Pro. Rồi, con D6 này giá là 3.1 triệu nhá. Hàng đẹp 95%, thiếu mỗi cái thùng cho em. Quá xuất sắc. Các bác nào mua con này về mà đi cắt thì phải nói là hết bài luôn. Thiên hướng về cái độ trâu bò, độ chất lượng và phải khó tính nữa thì thích xài máy cực kỳ mới thì có thể tham khảo nhá. Giá 3.1 triệu. Có đẹp rồi này. Có đẹp rồi. Một con cưa khai thác chuyên nghiệp, nghe tiếng máy quá êm luôn nhá. Rồi, con này giá 3.1 triệu bao ship. Tiếp theo cuối cùng ngày hôm nay thì em có con CDOA 4 số đời 2 nhá. Đó, con này thì mã của nó là 2038S nhá. Máy được trang bị số là 40cc, nòng 40 ly. Đó, con này thì sẽ được trang bị cái lam của nó mặt cắt 40, lam 45, xích là xài xích chân 325. Thì con này cũng chạy chuông đồng tiền cho anh em nhá, cực kỳ là ngon. Phiên bản này là phiên bản Eco này, giúp các bác xài máy siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. CDOA thì nó quá VIP rồi, em không phải giới thiệu nhiều. Mà con máy này thì đẹp, các bác nhìn này, đẹp đến 9 nút luôn, quá xuất sắc luôn nhá. Con này các bác hạ cây đứng cắt tầm trung, vành gỗ tầm đường kính 45-50 là thoải mái luôn. Trọng lượng máy là 6 kg nhá. Đó, vì hôm nay cái loa của em ấy nó hơi bị rẻ tí, hụi khản cổ tí, cho nên em sẽ quay chỉ 7 con máy thôi, các bác thông cảm giúp em nhá. Đó, máy rất đẹp luôn, lên toàn con VIP cho các bác chọn nhé. Con này thì nó sẽ có cái sưởi này rất là hay, khi các bác ví dụ con này xuất sang phía châu Âu thì người ta sẽ xài cái sưởi này. Bác sưởi các bác thì ga tí lên là sờ vào là rất là ấm tay. Đấy, còn thường vùng nhiệt đới mình thì không cần phải dùng đâu. Đó, đây là công tắc của nó các bác nhé, đây là phần công tắc sưởi. Các bác nhiều khi ông mua những con máy này về các bác cứ kiểu là không biết nó là làm cái gì ấy. Đây bật lên là sưởi ấm nhá. Đó, đây là ấy tay, còn đây là chỗ này là nắp to này, đổ xăng phá nhớt nha các bác nhá. Rồi, ok, con cuối cùng ngày hôm nay con D7, con này giá 3.3 triệu, bao phí ship của CDOA siêu VIP.
E2038 phiên bản Eco nhé. Đấy, 40cc nòng 40 ly cho bác đi khắt khai thác tầm trung chuyên nghiệp. Test nổ con D7 cuối cùng ngày hôm nay, chụp giật trợ lực lớn to chà bá giúp các bác giật máy cực kỳ nhẹ, nổ nhẹ nhàng hơn. Ok, rồi cuối cùng con D7 giá 3,3 triệu bao phí ship nhá. Ok, thì em xin phép kết thúc clip đây. Anh em là muốn quan tâm sản phẩm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976123370. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.